Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Và cũng xin được kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành bên gia đình nha mọi người. Tiếp tục thì ngày hôm nay, Vượng Hạnh TV xin được cập nhật một số cái thông tin mà ngay sau khi Trường Sang cùng với anh Mạnh Quỳnh đã trở về Hà Nội, thưa quý vị, thì anh Mạnh Quỳnh cùng với đội ekip thì đã tập duyệt một số cái bài hát. Thật sự đây là một cái thông tin rất là vui khi mà thấy anh Mạnh Quỳnh trở về. Hiện tại đang cùng với anh cũng đã thử nhạc cũng như là thử các bài hát để xem hát ít hát tông nào cho nó vừa, thưa quý vị. Thì ngay sau khi anh Mạnh Quỳnh lên để thử nhạc cũng như là lấy cái chuẩn tông của mình, thì tất cả mọi người cũng đã rất là vui khi mà được gặp anh Mạnh Quỳnh tại đây, thưa quý vị. Ngay sau khi anh Mạnh Quỳnh đã thử nhạc cũng như thử những cái bài hát mới, thì Trường Sang cũng đã kịp thời chụp được hai chiếc ảnh rất là đẹp khi mà anh Mạnh Quỳnh đứng ở trên một cái khu vực để mà chuyên tập duyệt cho trước những cái live show, quý vị. Thì trước cái buổi live show diễn ra thì Trường Sang cũng có đăng tải cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, thưa quý vị. Và cũng đã rất là nhiều những các quý vị khán giả cũng đã vào bình luận như sau. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật cho các quý vị nghe một chút. Chú Mạnh Quỳnh, phong cách và em Trường Sang, Tuyết Nhung hát đẹp lắm. Chúc mừng ba nhiều sức khỏe ạ. Đó, rất là nhiều cái bình luận rất là hay, thưa quý vị. Người thầy tốt bụng lại dễ thương nữa, không phải không con. Chúc show thành công tốt đẹp nha Trường Sang. Chúc Hí với Tuyết Nhung có một buổi diễn thật là thành công nhé. Đó, thưa quý vị, rất là nhiều những cái người bình luận rất là hay. Đúng là chuyện tâm linh, ngoài Hà Nội Mạnh Quỳnh mặc áo hồng, trong này Phi Nhung cũng đòi mặc áo đầm màu hồng, mặc màu xanh thì không chịu, hì hì, tâm linh ghê. Đó là một số cái bình luận rất là hay. Có thầy Mạnh Quỳnh về kịp show của Trường Sang Tuyết Nhung, nhất định sẽ có sự hỗ trợ giúp sức cho con gái Tuyết Nhung rồi. Có, thưa quý vị, rất là nhiều người đã vào comment cũng như là ủng hộ cho Trường Sang, anh Mạnh Quỳnh cũng như là bé Tuyết Nhung cho mọi người. Sau những cái ngày vất vả, những cái ngày tháng mà anh Mạnh Quỳnh vẫn cứ trau dồi những cái bài hát mới, những cái tức là anh Mạnh Quỳnh sẽ chỉ dạy cho các con từng cái lên xuống và hát thế nào cho nó chuẩn. Bởi vì đây là những cái bài hát có thể là anh Mạnh Quỳnh sáng tác ra, có rất là nhiều chỗ nó rất là khó hát, thưa mọi người. Cho nên là anh Mạnh Quỳnh mong muốn cho các con làm sao thể hiện được hết cái tố chất của mình, và thể hiện được hết cái lời của bài hát, mà cái lúc điệu lên xuống, thưa mọi người. Thì hôm nay anh Mạnh Quỳnh cùng với Trường Sang thì cũng đã về Hải Phòng xong, thì cũng đi khảo sát một vòng rồi. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh cũng cùng với Trường Sang trở về Hà Nội để mà thử tất cả những cái bài hát và thử xem là tông nào vừa, hát xem tông nào đúng, thì là anh Mạnh Quỳnh sẽ có thêm một số cái vấn đề nữa để mà chỉnh sửa cho các con cũng như là chỉnh sửa cho học trò của mình. Thì tất cả mọi người cũng đang rất là háo hức trong buổi tối hôm nay là để đợi cho đàn gà con với Trường Sang để biểu diễn trong những cái live show tại Hà Nội. Thì tối ngày hôm nay cũng đã rất là đông đảo các quý vị khán giả ở khu vực Hà Nội cũng đã rất là mong chờ cái live show này, thưa quý vị. Thì cũng có một số quý vị khán giả thật sự là cũng mong chờ Tuyết Nhung và Trường Sang biểu diễn xong thì sẽ tặng cho Tuyết Nhung, Trường Sang cũng như là Thiên Ngân hay hoặc là Jizuno, thì nếu như biểu diễn xong sẽ có những cái món quà đặc biệt để dành cho các bé cũng như là Trường Sang. Ngày hôm nay thì cũng chỉ mong sao cho tất cả cái live show, mà những cái sự live show diễn ra, những cái câu chuyện nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ thành công rực rỡ trong cái buổi live show ngày hôm nay. Thật sự mấy ngày hôm nay các quý vị phải biết là bé Tuyết Nhung rất là lo lắng, bởi vì em ấy còn không cần ngủ được. Vì về Hà Nội thật sự, thưa với quý vị, là rất là nhiều người người ta hiểu, người ta rất là am hiểu về âm nhạc, cho nên bé Tuyết Nhung mấy ngày hôm nay cũng tập duyệt rất là mạnh và cũng rất là lo lắng khi mà
không thấy cái nếu mình không phát triển được mà không cố gắng tập luyện thì là rất sợ khi ra ngoài này. Bởi vì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ một vài lần là riêng ở khu vực Hà Nội thật sự nếu như mà hát có thể bị chênh phô, tông nhạc gì đó một chút thôi là có thể rất là nhiều người họ nắm được cái việc đó. Cho nên là các bé rất cẩn thận, cho nên anh Mạnh Quỳnh lúc nào cũng muốn bảo ban cũng như trau dồi cho các bé thật là nhiều. Mong sao cho các bé sẽ cố gắng tập luyện và sẽ cố gắng tối ưu hết được những cái bài hát và không để được phô chênh một chút nào. Đó là một cái điều rất đáng lo cho đàn gà con, thưa quý vị. Thì nếu như bản thân Trường Sang thì chúng ta không 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 nói làm gì, thưa quý vị, bởi vì Trường Sang em ấy hát rất là chuẩn. Thế thì còn riêng về bé Tuyết Nhung và Thiên Ngân thì cũng có một đôi chút là ví dụ như là Tuyết Nhung còn cái chỗ nào câu nào mà xuống đoạn giọng trầm một chút là em Tuyết Nhung hay thường hay bị với một chút nữa thì mới tới được cái nốt trầm, thưa quý vị. Thì cho nên là tất cả mọi chuyện thì đều đã có ba Mạnh Quỳnh chỉ dạy cũng như là dạy bảo, cho nên các bé cũng an tâm phần nào, thưa quý vị. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội thì cũng mong sao các quý vị khán giả chúng ta hãy ủng hộ thật là nhiệt tình, thật là mạnh mẽ để cho đàn gà con có động lực để cho các bé cũng như là Trường Sang, Juno, tất cả mọi người sẽ có được những cái động lực lớn mạnh để biểu diễn thật tốt cho các quý vị, cho chúng ta được xem, được nghe và được thưởng thức những cái âm nhạc thật là tuyệt vời từ anh Mạnh Quỳnh cũng như đàn gà con mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thì em Tuyết Nhung khi ra tới Hà Nội một cái là em ấy cũng có đăng tải cái dòng status có ai đón em không ạ? Em ý là đã ra tới Hà Nội thì em ấy cũng có đăng cái status là như vậy. Thì cũng mong sao cho tất cả mọi người ở khu vực đó sẽ cố gắng ủng hộ cho đàn gà con như mọi người. Thì khi mà Tuyết Nhung ra Hà Nội em ấy cũng có đăng tải là cô bé dậy thật sớm Hà Nội có ai đón em không ạ? Thì em ấy cũng chụp một bức ảnh rất là xinh mà rất là đẹp, thưa quý vị, một cái dáng vóc rất là tuyệt vời. Khi mà em ấy đứng ở ngoài một cái sân thật sự là rất là rộng mà em ấy chụp bức ảnh rất là đẹp. Đây là một trong những cái mà động lực để cho các bé trong buổi tối ngày hôm nay sẽ hết mình để cống hiến cho quý vị khán giả khu vực Hà Nội. Và kính thưa quý vị thì cũng mong sao quý vị chúng ta hãy xem và hãy ủng hộ và hãy bình luận cũng như là để thêm những cái động lực để cho đàn gà con sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, thưa quý vị nhé, để cho các bé có được những cái trải nghiệm thật sự là tốt hơn nữa để sau này có thể phát triển và để cống hiến cho chúng ta mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật tới đây, xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều. Và mọi người xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV mọi người nhé. Và cũng xin kính chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và luôn được mạnh khỏe và đặc biệt là thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vượng Hạnh xin cảm ơn mọi người nhé.